lưng 10 năm và học luôn cả cái xương cùng cục nữa. Tại xương cùng và xương cục cũng là nằm trên bộ phận xương gì, xương thân mình ha. Và tại sao tôi để nữ là tại vì tôi muốn nói cho các bạn là cái cột sống của mình nó rất là uyển chuyển, nó có thể ưỡn ra hoặc đắp tốt, xây qua xây lại, nó rất là uyển chuyển. Mặc dù nó là một những cái khớp nó nói với nhau thì bạn tưởng như là nó cứng nhắc, không phải đâu, nó du động. Tại nhớ nhờ những cái địa điểm ở đây. Và các bạn có nhớ mình thường nói giữa cái khớp này với khớp này kia nói với nhau là nó tạo nên một cái bao gì, bao khớp, trong bao khớp có thể bao hoạt dịch, nhưng ở giữa cái đốt này với đốt này cũng là hai cái cò xương nó nói với nhau, nhưng mà không phải bao khớp để mà chứa giờ bao hoạt dịch, mà nó là cái gì các em biết không? Địa điểm nha, địa điểm là chất xơ. Như vậy thì khi các em học thì tôi yêu cầu là mấy bạn phải học được cái giải phẫu của các đốt sống cổ thẳng nghiêng, đốt sống ngực thẳng nghiêng và đốt sống thắt lưng cũng như cùng và cục thẳng nghiêng. Thì quan trọng là đốt sống cổ bạn phải biết được cái những gì ở sống cổ, còn thắt ngực thì cũng đỡ rồi. Rồi còn ở thắt lưng là có những cái mà mình cần theo như là nãy thấy. Còn cái thắt ngực thì nó đỡ thì tôi cũng sẽ gửi cho mấy bạn mấy cái clip, tại vì ở trên này mình không có đủ thời gian để mà nói hết. Như vậy mình cũng nhắc lại giải phẫu. Tôi đưa cái giải phẫu vào đây để cho mấy bạn học, để mấy bạn nhớ. Thì trước khi mà tôi đưa hình thì tôi cũng nói cho mấy bạn, cột sống của mình nó có chia là mấy tầng? 4 tầng, 7 đốt sống cổ đây, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, 5 đốt sống cùng và 4 đến 6 đốt sống cò, đốt sống cục, xương cùng cục á. Cái xương cột xa 4 đến 6 đó, có người 4 có người 6, nó có thể di động nhưng mà thường là nữ di động nhiều hơn nam. Nó di động đó là gọi là ba của nam thường là bất động, nhưng có một số thì bán động, còn nữ thì bán động vào những cái lúc là có kinh hoặc là sanh sanh nở. Thì quan trọng là lúc sanh nở mà đường dưới á, thì cái xương cột của nữ sẽ nhúc nhích nó ấy ra để cho thai ra. Rồi như vậy thì nó chia cho các bạn có bốn cái đoạn ha, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, và nó có những cái địa độ cong, một cong, hai cong, ba cong, bốn cong. Như vậy đây là thẳng, nhìn 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 thẳng vô, nhìn thẳng vô thì bạn thấy cái hình mà cột sống mà nhìn thẳng vô đây, thì ở trên phim mấy bạn sẽ thấy được những cái mỏm gai nó tạo thành cái hình giọt nước. Còn cái này là cái độ cong uyển chuyển của xương sống của mình, nó chia làm bốn đoạn, tại vì nó ở đây thì cho rễ thần kinh thoát ra. Hỏi mấy em lỗ này là lỗ gì? Đang đốt sóng. Lỗ gan đốt sống của mình đó. Còn lỗ ở trên mà đi thẳng xuống thì là lỗ ống sống, hay còn gọi là lỗ liên hợp đó, em nào nói á. Còn ở đây là những cái khớp giữa này, giữa hai cái đốt sống mình ở cái thân á, thì theo đúng bài bản mình học là giữa hai cái đầu dưới xương, đầu trên xương, gọi là giữa hai cái xương với nhau thì mình có cái khe khớp, trong đó nó mình sẽ có cái bao khớp và nó chứa dịch. Nhưng mà ở thân đốt sống thì mình lại không phải chứa đó, mà mình chứa cái đĩa đệm. Cái đĩa đệm này nó làm cho sao biết em, nó rất là đạt, nó đạt, nó vừa cứng bền vững, nó rơi nhưng mà nó lại đàn hồi, nó làm cho có thể là cái hai cái đốt sống của mình á, nó di chuyển nhịp nhàng ha. Chỉ khi nào bị bệnh á, một là nó trượt ra, nó chèn ép cái đĩa đệm, hoặc là nó ép xuống, nó thoát vị đĩa đệm. Rồi như vậy từ đó mấy em á, đối chiếu qua đây thì đối với cột sống đốt sống cổ á, thì cái hình dạng nó như vậy. Nó khác với đốt sống ở vùng ngực và nó sát với thắt lưng. Thắt lưng gì, cái nhiệm vụ của thằng thắt lưng á là nó để nó bảo vệ và để nó chứa chứa toàn bộ cơ thể. Do đó cái đốt sống thắt lưng mà nhất là L5 nó rất là lớn, nó bự nhất, đường kính đã bự ha. Và cái khoảng cách giữa cái L5 với S1 và L5 với S4 đó, nó rộng nhất,
tại để nó khi mà càng cái gì mà càng nặng mà càng về sau thì nó đè ém nhiều, nó độ di động nó hay, do đó nó phải giãn cách lớn nhất. Và hôm bữa chị đưa ra các em cái đường cái khoảng cách của các khe khớp á, thì em biết khe khớp nào mà lớn nha, khoảng cách lớn nhất không, các em biết không? Coi chưa, coi bài chưa? Tôi gỡ tôi thấy đề lên là cảm ơn cô, cảm ơn cô đủ lắm, tôi nghĩ là coi bài rồi, có nhớ không? L5 hả cô? Không, L5 với S1. L5 là cái khe khớp lớn rồi là một để chứa đựng, nhưng mà cái khe khớp lớn nhất của mình á là tới 8 lần, biết là đâu không? Không, cô gối. Tức là khớp gối của mình đó nha, khớp gối là nó lớn nhất. Tại vì nó đó sao mà nó rộng, nó lớn nhất, nó nhiều dây chằng và nó nhiều dịch khớp, nó bao quanh dịch khớp ở tới một xương, hai xương, ba xương và nhiều dây chằng. Cái thằng xương bánh chè hay gọi xương vừng lớn nhất á, nó lại lơ lửng ở trong đó. Cái đó nó những dây chằng nó bám vô nhiều nên nó bự hơn. Nó khoảng cách của các khe khớp nó tới 8 nè. À, mà nhiệm vụ của nó thì không có chứa đựng bằng thằng này đâu. À. Rồi, như vậy thì các em thấy có sự so sánh giữa ba cái khớp của ba cái đốt sống cổ, ngực và thắt lưng nó khác nhau ha. Nó cái này thì mỏng mảnh, cái này thì đỡ hơn, cái này thì to hơn, và cái nó càng càng về sau thì cái cấu trúc nó càng nhiều thứ hơn. Như cái này có hai mỏng ga, mỏng gan, cái này ngoài mỏng gan mình còn có những cái đoạn nối nữa ha. À, thì nếu mà để nghiêng á thì mình sẽ thấy được mà body, tức là cái thân, cái địa điểm, cái mỏm ha, là lỗ dài đốt sống và lỗ gan đốt sống. Rồi bây giờ các em học, các em học hình chiếu lên, hình chiếu lên thì một cái thân đốt sống của các em đây, một cái đốt sống của mấy em đây, thì cái thân đốt sống á, ở đây mình có hai cái cuốn cung ha, thì nó chiếu xuống là nó là đây, còn cái này là mỏm gai, nó chiếu xuống thì thấy là nhiều mỏm gai nó tạo cho em cái hình giọt nước. Còn cái ống tủy thì ở đây rồi đó, mình chiếu xuống và có những cái mảnh đứng ha. Đã có nhìn thấy cái con chó Scoopy chưa? Thì đây, chẳng qua là cái hình đò này nè, cái hình này nè được nằm nghiêng qua đây. Giờ coi cái hình này á, là hai bên á, thì nằm nghiêng cái đây là gì? Ở đây thân đốt sống, đây là cuốn cung, ở đây là ra cái mấu ngang, còn ở đây á là mỏm gai, còn này mỏm gai chứ, mỏm gai hình dạng nước. Rồi giữa hai đốt sống thì ở đây á, đốt sống nghiêng thì ở đây á sẽ là cái khuyết ở trên, ý khuyết dưới và khuyết trên, nó tạo nên cái lỗ ra đốt sống này. Bây giờ em sẽ em học như vậy là nãy giờ em mới có học về cái phần giải phẫu, và một phần này á là để đối chiếu từ một cái giải hình giải phẫu lên cái hình X quang cho mấy em á, à, đối chiếu mấy em mới hiểu cái này là cái hình hình là sơ đồ cấu tạo hình ảnh X quang của một cái đốt sống, nhưng mà đây là cái đốt sống chính của con người mình nè. Mình đối chiếu lên cái hình ảnh X quang để mình coi cái giải phẫu của nó đó, giải phẫu X quang của cái đốt sống nó là như vậy đó ha. À,